I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dare. Oh, Jacob, Evie, it's you. Thank goodness. Experimenting, are we, Alec? Correct. And looking a bit frazzled. Nerves. It's those great oafs Static keeps sending round to coax me. He is offering a ridiculous amount of money. Alec, you're not thinking of jumping ship, are you? Never. I've been working in something in case they get too insistent. It's meant to stun an assailant, should the need arise. Are you certain that it works? Not as such. I've made three of them with varying degrees of acidity and whatnot. Oh, one must be the right formula. Let's find some Staric lackeys to target then, shall we? Speaking of Staric, he is still transmitting false information. We could simply destroy his transmitters. His company's too well guarded. The bombs will help, but it would be awkward to produce bombs that potentially do not stun. Oh, wait a minute. Looks like opportunity has come knocking. Oh dear, you never looked so angry before. Stand clear, Alec. Let us instead play a little linguistic game with them. Take the bombs and climb onto the roof. When I see the name of a fruit, toss one near the thugs. Right then. Oh, wait, I nearly forgot. Slip these into your boots and you will henceforth be immune to all voltaic discharge. I think. Bây giờ mình đã bảo là mình phải lên đỉnh nóc mà không bị phát hiện này. Nó có hai thằng ngay đây, vừa mới xuất hiện ngay cửa sổ luôn. Thì ngay đây có cái đường ra nè, chắc là đây đường nhanh hơn nè. Đó, quá hay luôn. Cái điểm cảnh báo không được giết hoặc là làm cho tụi băng đảng nó phát hiện ra mình. Nếu mà mình phát hiện mình sẽ bị desynchronization luôn. Ok, ra tới đây nè. Có bom rồi, thấy không? Cái này là gì ta? Voltaic bomb. Voltaic bomb chắc là cái bom này nó mới chế cái nó đưa cho mình á, là mình có đồ miễn nhiễm nữa. Dùng để chọn bom làm cho tụi kia nó ngất cái gì á. Sốc điện, nó thẳng ra là sốc điện. Bùm, má nhìn nó cứ tẩm tẩm thế đéo nào á. Vãi đái thật. Má nhìn đấy kìa. Vãi thật, nhìn bùm một cái ra cái gì không vậy trời. Nhìn nó cứ tẩm tẩm thế đéo nào á. That's disgusting. Vãi thật. Nhìn tẩm thiệt, phải nói là tẩm thiệt. Ờ kia nó chạy rồi. Ê mấy thằng này dí heo nè. Phải đi heo phải không ta? Biết chọn ngay đây chú người ta. Xuống. Hàng kia đứng hình luôn. Cái hồn này hồn gì đây? À cái đó nó hồi bom như mình. Hay kỳ ngáo bắt đầu ngáo đá rồi. Có sao lên vừa.
Nói chuyện mà ngồi làm cái nó một hồi sao tụi này không nhìn lên trên ha. Mình kiểu như thủ sẵn hết rồi. Nhìn ngầu bởi cái đáy luôn chứ. Còn mấy này kiểu như đang đang cố gắng hù dạ mà mỗi lần hù dạ xong là bị ăn nguyên trưởng địch thúi mặt. Đâu đâu, tiếp nè, tiếp nè. Tụi này nói đúng lắm luôn á. Đó, tới luôn nè. Bùm. Có mà hàng hàng Bell này là không bị gì luôn á. Ê ê, nó giết thằng Bell à. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Anh đứng đây canh mà tụi bay làm gì tới nó hả? Mấy kia kiểu chuyện đấy gì xảy ra vậy? Giờ muốn cái gì? Sao cái bà mập này? Bà muốn cái gì? Hả? Ủa sao bà nó giống cái bà trên tàu của mình quá vậy? Hay là nó dùng một con nhỏ mà dùng trong nhiều nhân vật khác nhau à? Sao giờ game mấy ý tưởng gì ít không chịu làm thêm những cái kiểu follow Bell. Đấy, Bell tên nghe cũng dễ thương ha. Lên. Bà ông nội lên đi, đùa thôi. Reach the telegraph station. Gì vậy, cho mấy mét xa vậy? Phải đấy. Vậy phải dùng một tuyệt kỹ đua xe. Ây da, đua xe lạng lách cái kiểu Fast and Furious. Đồ, bây giờ mình lên trip hay hơn rồi đó. Đồ, hay vãi cái đái luôn. Ngựa này sao nhìn nó ảo vậy? Sao ngựa này nhìn ảo vậy? Ảo thiệt chứ. Ảo, ảo quá luôn. Tránh ra. Bố đây tập trung, bố đây đua xe. Ngựa này ảo quá. Ông mặt này, đồ, né hay quá. Ồ, mới gãy, cục điện luôn, what the fuck. Nhìn nè, ơi má chóng mặt thiệt chứ trời. Má tông người ta luôn. Cái này điều khiển khó thiệt chứ trời. Đó, muốn điều khiển nhiều lúc điều khiển cứ ngáo ngáo mà điều khiển còn hơn cái đua xe nữa. Trip cái kiểu trip à, đây để đây tới đây trip vào cái đó. Đó, ấy da trời, tông rồi. Xuống xe, xuống xe. Đâu, the top sao? Nó bảo eliminate mà. Hey yo. Lại giết hết luôn. Ồ, mỗi lần mình chơi cái này á là mấy thằng này kiểu nó kiểu giống như bị stun vậy. Defend Bell. Bell ơi, Bell ơi, Bell, Bell ơi, Bell. À, mình có thằng em tên là Bell. Và nhìn thằng này thật sự là nó không giống thằng Bell tí nào. Vô đi Bell ơi. Nhưng đây có ai không ta? Để mình ra recruit thêm mấy thằng này ra. Lên đâu, lại đây nói chuyện nhanh nào. Vô. Tụi nó tới à. Quánh nó cho anh. Nghĩ sao vậy? Vô địa bàn của anh là chết nha. Nhỏ này tướng chết ngộ vậy. Béo đi đâu vậy bà vậy? Đợi tao với. Ủa nhìn con ngựa kìa, hai màu. Miếng đâu bị xe ngựa cán hả? Còn đợi gì nữa, qua luôn đi. Sao này đứng rồi? Ủa cái đéo gì vậy? You're Alexander attack. Bị attack bởi con ngựa hả? Ra mày. Để tránh đường cho nó đi coi. Thiệt tình luôn á hả Béo? Thiệt tình luôn á hả? Mấy ông nội không chịu đi vì bị ngựa chặn vãi đái thật. Game đúng nhiều lỗi luôn á. Nếu mà ngựa nó đứng chặn tới là mình cũng không biết qua sao luôn. Mình thấy con ngựa có vấn đề cho nên mình mới kêu ra chạy ra kêu con ngựa. À, nó xuống rồi bay. Nó xuống kêu mấy đứa. Bánh nó cho anh.
Ồ, má xử lẹo quá. Bắn nó nhanh. Mẹ. Sao tụi bay không bắn gì vậy? Cái mình tao bắn vậy? Tao kêu tụi bay á, là tụi bay phải xử đẹp nó, defend nó. Ra thêm nè, quánh mấy cái này nè. Đó, quánh nó. Friend is my back, quánh nó đi. Má năm thằng vô quánh hai thằng địch, lỗi kìa. Vãi lỗi. Quánh nó, giết nó. Đúng rồi, hay, phải vậy chứ. Ê, ê, được má. Hai ba thằng vô đây. Má bé nó quên. Ê, 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 bậy, 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 mấy bạn. Bậy, 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 bậy nha mấy bạn. Mình mới đi có chút xíu mà các bạn đánh người ta là sao? Các bạn đánh beo là sao? Ôi coi kìa. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Tụi bay đâu rồi? Lại quánh thằng này coi. Ôi nghĩ sao vậy? Mém nó giết thằng Bell luôn kìa. Má mình mới đi có chút xíu mà nó làm vậy hả? My dears, Jacob, Evie, thanks are once again in order for supporting what is most dear to me and to our cause, freedom of speech. It's a blessing that you employ your genius for the common good, Alec. However, I suggest you vacate your workshop. No need. Not now. You've given me sacks full of courage. And besides, what with my little devices, I have all the protection I need. Should you find yourselves with a moment to spare, do drop by. Miss Fry, what a pleasant surprise. Hello, Clara. I was just going to check on Lambeth since the asylum's closing. What brings you here? The children in my care have been falling ill. Our usual tonics aren't working. I came to... Are you certain you're feeling all right? Of course. I am, miss. Clara! Is there a doctor nearby? Bring her inside. She simply collapsed? Yes, she said the others took tonic, but it didn't work. I should think not. Ever since Elliotson was murdered, the district has been overrun with counterfeit tonics. This one needs proper care. But without the appropriate medication, she and the others will quickly decline. What do you need? I need supplies. Plenty of them. And medicine. Some of the less common ingredients are being stolen and sold at auction. I'd be happy to help. Here's the list. Miss... Fry. Evie Fry. I'm Miss Nightingale. How do you do? Please hurry. We don't have much time. Mặc dù mình không ưa con bé lắm nhưng mà thấy nó khá là tội đấy chứ. Và hiện tại là mình đang có thời gian nữa chứ. Locate the battler và hình như phải, nếu không nhầm á, là mình phải tới đó rồi quay trở lại đây trong vòng 7 phút, 7 phút 40 mấy giây. Kiểu đấy còn hơn cả vượt lên chính mình nữa chứ. Tại vì con bé đó lần trước nó ăn cắp đồ của mình, ăn cắp đồ của anh em mình nữa đó. Nên mình cũng chả thích nó là mấy, nhưng mà cũng không đến nỗi nào mà phải ghét nó đến như vậy. Nên thôi kệ, giúp nó thôi rồi. Con bé đang trong tình trạng phải nói là nguy kịch. Nếu chúng ta không giúp là con bé có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta phải ra tay. Và bây giờ thay vì làm nhiệm vụ anh em, bây giờ nó chuyển sang con chị, thấy không? Đó. Và bên như mình cũng nói với bạn, đây là bộ đồ mới luôn nha. Bộ đồ nó mới luôn. Mình còn một bộ đồ nữa là bộ đồ của Evie. Đó là của Elise trong Assassin's Creed Unity á, phần trước á,
con nhỏ Elise á. Thì mình không thích sử dụng cái đó tại vì mình cái bộ đồ này các bạn có thể tăng thêm cả đạn nữa. Đây đây mình cho các bạn xem. Inventory đây. Rồi, outfit. À ngoài ra thì các bạn cũng có nói với mình đó là tại sao mình không cho thằng chị dùng gậy và anh em dùng dao. Thì tất nhiên mình cũng tính cho anh em dùng dao rồi, nhưng mà các bạn thông cảm tại vì mình thằng em nó có tới một con dao rất là đẹp. Nó yêu cầu tới level 6 rồi, anh em mới level 5 và con chị cũng mới level 5 thôi. Như bạn thấy đây, đây là bộ áo của Eevee Elise trong Assassin's Creed Unity. Khá là đẹp. Nhưng mà mình nó chỉ tăng đam thôi, còn này nó đăng cái dao chọi cái Halo Genotic Dart được cái kiểu. Cho mình mặc cái này cho nó sướng. Ngoài ra còn có cái này nữa. Bộ này các bạn phải làm mấy nhiệm vụ sau mới có. Lấy nữa mình cũng sẽ làm luôn. Cho nên vậy thôi. Còn dao á, là thằng em nó còn một con dao tới level 6 rồi, mà mình nó mới level 5. Mình đang cố gắng cày để cho nó lên level 5, có lộn lên level 6 để có thể sử dụng con dao đó. Cho nên các bạn khỏi lo, tại vì tất nhiên là thằng em nó phải dùng dao nhìn nó mới ngầu thôi. Thôi mình lên đây cho chắc chắc. Đi lấy sợ thấy có đám gì nữa, thôi mệt nữa. Locate. Biết cái đám này có ai không ta? Khu này khu chắc khu chung chung. Do not kill the battler. Steal the battler potion. Tối lần kia là chúng ta không được giết ổng. Mình chỉ có steal cắp thôi. Làm sao để ăn cắp được trời. Chính xác đi rồi. Làm sao để cho ông ngủ ta. Water egg bomb hả? Thì sao? Nó bảo mình không được giết ổng. Ai ai? Ông chết chưa? Đi chưa chết mà. Không. Đứng dậy Evie ơi, đứng dậy. Đó, thằng này chết chưa ta? Theo mình nghĩ là chưa, chỉ là quả bom thôi mà. Cái gì nữa cho anh nội? Thôi kệ mẹ nó, chắc nó chưa chết đâu. Giờ nó bảo là mình phải đi tìm cái tiệm thuốc nữa, pharmacist. Ông cái nhà làm thuốc chứ không phải là cái thằng tiệm thuốc. Chúng ta sắp hết thời gian rồi, 4 phút mấy rồi. Liệu chúng ta có làm kịp hay không? Evie. Cái nó phải cho thêm thời gian chứ gì. Thời gian này kiểu này thì nó hơi gò bó quá. Giờ nó hơi xa. Mượn cái xe đi coi. Oops. Mình cướp xe đúng chỗ ghê bay. Mẹ cướp xe đúng người ghê, phải thật. Xuống mày. Má mày mập xuống coi. Bố mượn xe mày rồi mày không cho nữa. Tao không có thời gian rồi mày còn láo nữa. Quánh chết bây giờ. Locate the pharmacist. Còn 100 mét nữa nè. Gần tới rồi em. Chị đang cố gắng để cứu em. Đừng có chết nha. Đó mà chết mình cũng làm lại nhiệm vụ hơi bị mệt á. Ủa cái gì đây? Một số sơ suất. Mình để cho thằng đó chết. Bơ thôi. Mark. Chúng ta phải defend cái thằng này để mặc Eagle Vision lên. Còn thằng ở đây nữa. Mình không biết là tụi này có stun được không ta. Mà thôi, để cho chắc ăn đảm bảo thì mình chỉ lấp được khói nữa thôi. Your ally is under attack. Để chọi lại thêm cứu nữa. Smoke này phải xuống lẹ. Cái thằng này má mày bắn tao ra sao? Tao giúp mày mà. Vãi đã thật. Ông nội bắn súng, lần sau đừng cầm súng với cha nội. I can't thank you enough. These supplies are meant for Miss Nightingale. I'm here to collect them. And they're already loaded on the cart. Please take them. Giddy up!
You mean that card? Yes. Of course it is. Please be careful. Some of those items are fragile. Cái bộ phơ hơi là nó dễ vỡ. Cái nếu gì à? Tại sao là đến mức này mà còn bị ăn cắp nữa? Bị ăn cướp đi chứ mặt luôn mới tục chứ ai là đi cướp thuốc bao giờ? Người... Ê, má cái gì không cướp, cướp thuốc của trẻ con, người ta sắp chết rồi mày cũng không tha nữa, tao còn 2 phút mấy thôi không? Ê, cái đeo gì vậy? Ôi, cái thanh đằng sau nó vàng khè vậy. Con chị có vẻ lái xe không được ổn cho lắm. Trả thuốc cho tao. Trả thuốc cho tao. Mày nghĩ mày đi đâu? Ê, bày con ngựa nó nhìn chạy khoai quá. We return to Florence Nightingale. Chúng ta phải vượt lên chính mình. Thôi chúng còn phút nữa gần xong rồi. Hay quá, còn phút 30 giây. Chúng ta đã xong. Hay quá. Chúng ta đã cứu được con bé. Vô tới bên trong rồi nhé. Hạnh phúc luôn. 1 phút 30 giây vượt lên chính mình. You're back. And not a moment too soon. I hope you brought the medication I requested. How is she? She will recover. Babylon Alley, the children. Thanks to you, we can distribute authentic medicine now. But is that a permanent solution? I will petition to have regulations put in place. Lambeth is in your debt. It takes a long time to change things. But I'm not going anywhere, Miss Fry. The engine's just pulled into Waterloo. Once Stark's men arrive, they're gonna unload the train. Well, not if the train has already left. Assemble a team at Charing Cross. I'll send the engines there for you to recover. Giờ thì tại là mình đang làm hình như nhiệm vụ áp chót rồi nhé. Đây sẽ còn skill bao nhiêu? Như vậy nó thấy là nó mới level 5 mà. Và nó tới như tới 3 skill mà đây có đánh để dành để mình nâng mấy skill như thế này đây. Đó, đánh ghê hơn nhiều cái kiểu. Cho nên mình chưa up dần bây giờ đâu. Cái đại đó đi tiết kiệm mà. Reach the vantage point. Nhiệm vụ này mình cũng chưa có làm á. Có nhiều nhiệm vụ mà mình là bắt tay mình quay luôn chứ mình cũng chưa có chơi trước, cho nên các bạn thông cảm nha. Lỡ có ngáo ngáo gì thì có lẽ mình sẽ cố gắng tìm đường nhanh nhất có thể. Chứ mình nhiều lúc mình cũng chơi cũng không phải lúc nào cũng thần đồng hay gì đó, hoặc là chơi dở chơi hay. Ok, nhưng mà sẽ cố gắng chơi ổn nhất có thể. Đứng cái này được không ta? Bảo mình phải vô trong luôn hay sao? Entry point nè. Đó, quá đẹp. Cái khu này khu gì vậy? Is that schedule? Central station's closed. Attaway's orders. You saw these blueprints, did you not? Were you aware of this flaw? It's only a minor weakness, sir. The final wagons are the mines fortified. Ô, cái bà này bà giúp mình vậy, tại sao mình phải ám sát bà ta? Chỉ cái gì bà có gia đình chung với ông Starrick hả mà? Má gì ghê vậy? Giết bả luôn hả? Má bả cái đái thật. Tìm cách lẻn vô coi. Làm sao cho nó nhẹ nhàng chết chứ có thể, tại vì mình rất là thích bà này. Tại vì bà này mình nghĩ là bà này có cảm tình với thằng này nữa mà. Thằng này nó chỉ vô tình là nó phát hiện ra là bà này bả có cái gì đó với... Thế ai ta?
với ông Starek thôi, cho nên mình cũng không có nghĩ là phải phải đến mức phải giết bà như vậy. Mình còn tưởng là bà là nhân vật có thể là sẽ giúp mình sau và mấy cái phần sau. Để mình xử cái thằng này đã. Đó, một thằng. Mấy thằng kia nó sẽ quay sang gì không nữa. Có vẻ thằng này, thằng một thằng chết rồi mà thằng này vẫn điềm tĩnh đến mức có thể. Ngộ nha, thằng kia cũng không thèm xuất hiện luôn à. Đó. Thằng này là thằng gì ta? Train Conductors. Big crowd near the target. Oh. The train tracks. Ông này có thể tạo ra một cái đám đông. Mà cái đám đông này có thể là đứng trước cái mục tiêu mà mình cần giết để mình dễ tiếp cận hơn. Ví dụ bạn lẻn vào đám đông thì phải. Mình nghĩ là mình nên chọn dao hơn mình nhảy xuống. Tại vì dưới đó mình không rõ là sẽ có ai và mình nhảy xuống thì tụi kia nó sẽ phát hiện kiểu. Không biết nhảy xuống thì có chết không nữa ta. Assassin mà sợ gì. Đó, một đống luôn. Nên thấy nghi nghi rồi, nhảy xuống có thể là mình tạch lắm. Nhưng mà nói chung thì để cho xin là con dao qua. Nhiều lúc chọn dao mà không lấy lại được dao nha. Mà ủa cái gì, lấy được mấy cái khác làm sao vậy, bựa vậy. Thằng này chết bựa vậy. Má chết lật ngửa luôn. Rồi lại lẻn vô từ từ rồi, mình hết mấy nhiệm vụ của Assassin vậy mà. Đi đây. Mấy nhiệm vụ Assassin gì nè, nó khả năng nó giúp mình kiểu như là Security Chief unlock you the skill Q. The Security Chief know the layout of the train, steal the train blueprint. Nói chung là nó biết cái cơ cấu của chỗ này. Mình đang cố gắng đi đường vòng mới thôi. Chắc sẽ không ai thấy mình đi qua chỗ này đâu nha. Tụi kia nó quá bận rộn với canh chỗ kia rồi. Mình sẽ lẻn đằng sau như thế này đây. Ui ui cái gì. Ủa sao ra hai đứa này vậy. Mẹ thiệt tình luôn. Đúng là không ngờ tới mà. Vãi đái, tưởng gì không bị phát hiện đằng kia chứ bị phát hiện ở đâu chỗ này. Vãi cái đái. Vãi cái đói. Người trò này được cái nó không như Metal Gear Solid ha. Metal Gear Solid bị phát hiện hết luôn. Còn này bị phát hiện một phần, chỉ có một phần biết thôi. Nên không sao cả, không sao cả, cứ đi tiếp đi. Mà chúng ta vẫn phải cẩn thận. Má mấy thằng ông nội. Nhất là mấy thằng ông nội xuất hiện từ đâu đâu. Thật tình là mình không thích cái điều đó tí nào cả. Ồ, một thằng level 6 rồi. Thằng level 6 nó đã nghe. Và không biết nó có lại đây không nữa. Lại đây đi em. Thằng sniper nó cũng nghe nữa. Có vẻ không ổn. Chúng ta nên đi đường vòng hay đường nào đó nha. Rõ ràng ở đây là không có đường vô rồi đó. Mình nghĩ là mình nên xử hai đứa này đi. Tại vì mình nghĩ là hai đứa này sẽ là cái mối nguy hiểm nếu mình không xử nó chứ. Cái đéo gì vậy? Đâu ra hàng đó đây vậy? Hàng đó chui từ đâu ra vậy? Xuống. Đó. Nghĩ sao vậy? Mày gần chết rồi mày còn cái gì nữa? Ngáo hả? Ngáo đá. Có vẻ như tụi này nó không có thay đổi vị trí nha. Smoke bomb nữa rồi.
Ừ, có vẻ mình quá chuyên nghiệp, nó không biết mình ở đó. Và hai thằng này vẫn còn ngáo ngáo tại sao này chết. Thiệt tình luôn, đúng là game có khác. Đây, đây, để cho ăn thêm quả smoke nữa. Mình phải giết được cái thằng level 6 này, tại vì nó khá là OP. Đó, phải nhẹ nhàng tình cảm gì nè. Ủa làm sao vô được cái khu này ta? Get item. À đây 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 đây. Vô. Oh, té giật mặt. What a shame. Good partnerships are hard to come by. Ours is most certainly dissolved. It's business, Mr. Fry. One does what one must to come out on top. Crawford will not take the news of my death lightly. He can be unpleasant when he's cross. I have sacrificed so much. I don't want to lose my buses. Mình đánh bả té dập mặt tại sao lại đi đâu lâu cổ. Escape with the train. Ủa mấy tụi này sao đâu hồi sinh lại nữa rồi. What the fuck. Không, nói chung là có nhẹ nhàng. Ủa thằng kia đang có level 9 nữa hả, what the fuck. Cái gì ảo lòi vậy. Hay là đi lên đây cho chắc ăn. Má cái gì đâu sao xuất hiện thêm mấy thằng level 9 nữa chứ. Khu này lẻn không được ta. Sao nó chằng chịt quá vậy. Còn đứa sniper nãy nữa đâu. Cái Unity mà các bạn nhảy xuống kiểu đó là nãy giờ chết chắc luôn rồi đó. Má mà bây giờ nó lại không giống cái gì vậy. Đây đây này đi vô chắc ăn. When coldness or deceit shall slight the beauty now they prize, and deem it but a faded light. We-
which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Mr. Starrick. I told you not to disturb me! Till break your own to see in such a moment I but ask that you remember me, that you remember me. Crawford. A luster stripped by the hands of that savage. He must be brought to justice. Pearl would not want justice. Pearl would want vengeance. Your passion is most welcome, Miss Thorne. But we cannot let our emotions disrupt the lawful structures of society. If we do that, the enemy wins. It shall happen in the shadows. Miss Fry will hang from the gallows, and I will flay her brother as he comes to save her. I suppose it must be done. Take no chances. Increase the Templar presence in London. We alone protect this City of Light. Yes, Crawford. And then we shall enter the vault and cast aside the shadows together.